Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và quý vị thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay thì Tâm An và tác giả Trương Huệ tiếp tục gửi đến cho quý vị phần 2 của bộ truyện có tựa đề Chuyện tình cô thư ký. Và quý vị và các bạn thân mến, không biết được rằng giữa Linh và Việt khi gặp gỡ nhau nảy sinh mâu thuẫn trong công việc, liệu rằng tình cảm của họ có được tiến triển giống như hai bà mẹ đang hằng mong ước hay không? Thì quý vị thân mến, quý vị hãy đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ quý vị nhớ bấm like, bấm chia sẻ, theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn đây bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Chuyện tình cô thư ký qua giọng đọc của Tâm An. gia đình của linh tuy không giàu có như gia đình của hoàng việt nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo nàn mẹ linh có một cửa hàng bách hóa làm ăn cũng không tệ thời gian trước khi sức khỏe của bà không được tốt nên đã thuê người làm bà muốn linh quản lý cửa hàng nhưng vì cô đam mê thiết kế nên đã tới công ty của hoàng việt để làm việc thương con gái nên bà cũng không cấm cản tự mình đến cửa hàng để theo dõi công việc Quần áo mà bà ấy mua cho Linh toàn mấy bộ bánh đèo. Nếu như không phải là hồng phấn thì cũng là xanh ngọc, vàng óng. Linh mà nhìn thấy mấy bộ quần áo này chắc chắn khóc không ra nước mắt. Buổi chiều sau khi tăng ca Linh trở về nhà vẫn là mẹ Linh bên cạnh là một chiếc váy hai dây màu xanh ngọc. Mẹ, chỉ là đi ăn uống bình thường thôi mà. Mẹ đâu có cần phải bắt con ăn mặc diêm dúa như thế. Hơn nữa, Mẹ nhìn xem, cái váy này làm sao mà có thể mặc được thế còn nói cho mẹ nghe xem nào tại sao lại không thể mặc được mẹ không thể mua cái váy nào có tay được à tại sao cứ nhất định phải là hai giây thì mặc váy hai giây mới có thể phô bày được vẻ đẹp trên cơ thể của con với lại cũng có thể hở hang gì đâu là con gái thì phải điệu đà một chút chứ mẹ không nói nhiều mang cái váy này con biết rồi. Linh mặc chiếc váy ấy vào, tuy không phải là quá xinh đẹp, nhưng cũng có khuôn mặt ưu tú dễ nhìn, thân hình không chuẩn như người mẫu, nhưng dễ mặc đồ, đặc biệt hợp với mấy kiểu váy hai dây như thế này. Tuy vậy Linh vẫn không thích những cái kiểu dành cho mấy đứa con gái ẻo lả. Linh đi xuống dưới, mẹ cô ngắm nghía một hồi rồi cũng tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ con tới đó trước đi. Mẹ đặt bàn số 5 rồi đấy. Mẹ không đi cùng với con à? Thì mẹ ghé qua cửa hàng có chút việc. Con cứ đến đó gọi món trước đi. Mẹ tới sau. Vậy con tới trước nhé. Lúc Linh đến vẫn còn sớm. Vì không biết khi nào mẹ sẽ tới. Nên Linh chỉ gọi nước uống. Chứ chưa gọi đồ ăn. Nửa tiếng sau thì Hoàng Việt cũng có mặt tại nhà hàng. Anh ta đi đến bàn số 5. Thì thấy Linh đang ngồi ở đấy. Nhìn thấy Hoàng Việt. Linh không khỏi ngạc nhiên. Ơ à, ơ. À sai lại ở đây? lúc này hoàng việt nhanh chóng hiểu ra vấn đề mẹ của anh ta lại sợ anh ta ế đến mức sốt sắng như thế này anh ta ngồi xuống linh vẫn chưa hết ngạc nhiên này anh đi qua bàn khác ngồi đi mẹ tôi đến bây giờ đấy cô thực sự nghĩ như vậy tất nhiên theo tôi thì mẹ cô không đến đâu nếu không tin bây giờ cô gọi thử đi Linh ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ. Ngay sau đó thì mẹ Linh nghe máy. Mẹ nghe đây này. Mẹ, mẹ sắp tới chưa? Thế bên cạnh con có ai chưa? Lúc này thì Linh gần như hiểu ra vấn đề. Mẹ, sao lại có thể như thế được chứ? Này nhá, nếu mà con dám rời khỏi nhà hàng trước 9 giờ, mẹ nhất định sẽ giận con đấy. Mẹ! Thôi, mẹ đi tập gym đây chúc con gái của mẹ có một buổi tối thật là vui bên cạnh hoàng tử nhá mẹ alo mẹ hoàng việt nói thế nào cô thấy tôi nói có đúng không ý ý là anh anh sắp xếp cuộc hẹn này à hoàng việt nhìn linh nét mặt cơ hồ như cười nhưng lại không phải ờ, tôi lại nghĩ là cô sắp xếp đấy nếu không Ánh mắt anh ta di chuyển qua khuôn mặt của Linh, từ khuôn mặt xuống đến cổ, thêm một chút xuống xương quai xanh, rồi đến bờ vai nhỏ nhắn. Linh vội vã lấy tay che ngực. Anh, anh nhìn cái gì? Biến thái! Cô không phải là kiểu người tôi thích. Cô gọi món đi, ăn xong rồi về. Dù sao cũng không nên phụ công sức sắp xếp của hai bà mẹ chứ. Linh thấy anh ta nói cũng đúng. Đến thì cũng đến rồi, cô lại không thể nào về nhà trước 10 giờ tối. Nếu như không ăn ở đây, thì cô phải ra đường ăn, hoặc ra công viên lang thang chỗ này chỗ kia. Như vậy phiền phức lắm. Thôi được, anh gọi món đi. Cô muốn ăn cái gì? Cái gì chả được. Vậy thì hai phần bò bít tết nhé. Lại là bò bít tết sao? Có khi nào lát nữa người đàn ông này sẽ thể hiện đúng như cái người đàn ông quái đàn ngày hôm qua Lúc đồ ăn được đem ra, Hoàng Việt nói với Linh: "Hôm qua lúc cô lớn tiếng với người đàn ông kia, tôi cũng được nghe qua đấy." "Vậy thì sao? Thế anh đã thấy ai ăn mà quy định chỉ được cắt miếng thịt vuông 20 cm chưa? Thế bình thường cô ăn như thế nào?" Linh lấy dĩa cắn vào miếng thịt rồi đưa cả miếng lên. "Tôi ăn như thế này này." "Đúng là con gái, ăn uống chẳng giữ hình tượng gì. Hình tượng là cái gì?" bảo sao cô ế ơ vậy anh có người yêu chắc này đây chẳng qua là tôi chưa muốn thôi ô này sao nhìn cái bản cô gian thế muốn nói gì nói đi à, anh bị bê đê đúng không không việc gì mà phải ngại tôi không nói cho ai biết đâu hoàng việt đứng dậy anh ta cúi người xuống khuôn mặt càng lúc càng sát với linh này anh muốn làm cái gì hả Cô có muốn thử không? Xem thằng này là cong hay thẳng? Linh lấy tay đẩy anh ta ra. Đúng là cái độ biến thái mà. Anh ta ngồi xuống, tiếp tục ăn uống như bình thường. Một lát sau... Cô dùng loại dầu gội gì đấy? Hương thơm như mùi mấy loại hoa dãi nhỉ? Tôi đun nước lá thì gội. Anh hỏi làm cái gì? À, anh muốn gội thử ấy à? Không, Tôi ngửi thấy mùi khó chịu. Cái tên đáng ghét này, nói câu dễ nghe một chút thì anh ta sẽ chết à? Này, người ta đang nhìn cô kìa. Nhìn cái gì? Thì cô ăn uống nhẹ nhàng một chút. Không được à? Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi từ nhỏ sinh ra đã rất muốn trở thành một người đàn ông rồi. Nhưng mà đàn ông ấy cũng không ai ăn uống như cô đâu. Đi cùng với cô đúng là mất hình tượng. Điện thoại của Hoàng Việt có tin nhắn Thấy số điện thoại của mẹ Đã có cảm giác không ổn rồi Tổng giám đốc Mẹ đi chơi với bạn đến 10 giờ khuya mới về Mật mã cửa ấy Mẹ cũng đổi rồi Con nên về nhà muộn một chút nhé Nếu không sẽ không về vào nhà được đâu Biết là Hoàng Việt nếu không phải là đi công tác Thì sẽ không bao giờ ngủ ở ngoài Nên mẹ anh ta mới nghĩ ra cách đó Quả nhiên vô cùng uyên thâm Ăn tối xong cũng chỉ hơn 8 giờ một chút. Cả hai đều nhìn đồng hồ. Mặt người nào người nấy đều có biểu cảm không dễ coi một chút nào. Hoàng Việt nói. Bây giờ vẫn đang còn sớm. Cô có muốn đi đâu không? Đi ra cầu uống bia đi. Ra cầu á? Ô, anh chưa đi bao giờ à? Đi, 10 giờ, về ngủ cho ngon. Linh cầm tay Hoàng Việt kéo đi. Ra đến xe, mới nhận ra là mình nắm tay anh ta hơi chặt. Này, tôi biết cô ế rồi, nhưng mà thấy tôi cũng không cần phải nắm tay chặt như vậy đâu. Anh tự nghĩ ra đây à? Nếu không phải vì mẹ tôi ấy. Ôi, mà thôi bỏ đi. Anh lên lái xe đi. Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc rồi dừng lại ở một cây cầu. Xung quanh cũng có một vài nhóm người đang ở đấy. Linh lấy từ trong túi ra một lon bia rồi ném về phía Hoàng Việt. Anh thấy thế nào? Có phải là rất dễ chịu không? Cô hay tới đây à? Thi thỏa, tôi đi với bạn. Linh đưa lon bia lên uống một ngụm. Từ khi Hải đi nước ngoài, chưa ai đi cùng với cô tới nơi này. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại có tin nhắn. Mai ra sân bay đón anh nhé. Nhìn dòng tin nhắn ấy, cơ mặt Linh giãn ra một chút, khóe môi nở nụ cười. Biểu cảm ấy nhanh chóng lọt vào mắt của Hoàng Việt. Là tin nhắn của đàn ông à? Ừ, tin nhắn của một người đàn ông vừa đẹp trai lại vô cùng ấm áp. Trên đời này, anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô vừa mới trúng tuyển trở thành bạn gái của tôi, mà miệng của cô đã liên tục khen ngợi người đàn ông khác à? Cô không thấy mình vô duyên à? Tôi với anh thích nhau á. Nếu như không phải vì ép buộc ý, thì tôi cũng không thèm đi gặp anh đâu. 9 giờ 30 phút, Hoàng Việt đưa Linh về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào. Linh thì suy nghĩ tới việc ngày mai sẽ đi đón Hải. Còn Việt thì suy nghĩ đến tài liệu và kế hoạch dự án mới. Cả hai người họ đều chẳng ai có thời gian dành để mà nghĩ tới đối phương. Linh xem Hải như anh trai, anh ấy lại đối rất tốt với Linh. Từ nhỏ, đã luôn quan tâm lo lắng cho cô. Lần này trở về, chắc chắn sẽ đem theo bạn gái. Nghĩ tới đó, Linh không khỏi mỉm cười. Qua gương chiếu hậu Việt thấy những nụ cười của Linh. 25 tuổi mà nét mặt lại có chút ngây thơ, khiến người khác phải kinh ngạc. Cô vào nhà đi. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Linh xuống xe đi vào nhà. Đầu tiên cô nhìn thấy là nụ cười của mẹ. Bao nhiêu lâu rồi mẹ mới thấy con đi hẹn hò mà không bỏ về giữa chừng đấy. Thế có phải đã rất thích người đàn ông đó không? Con không thích. Linh nói xong bỏ lên phòng. Nếu như không phải bị ép với người đàn ông đó, thì cô chẳng đi gặp anh ta làm gì. Hoàng Việt lái xe trở về nhà. Lúc này đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm. Về tầm này là chắc chắn mẹ sẽ không cầu nhỏ. Bình thường anh ta khá lạnh lùng, chẳng tiếp xúc nói chuyện với ai. Tuy nhiên đối với mẹ lại vô cùng ấm áp. Tình thương của anh ta dành cho mẹ lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này, vì anh ta cũng giống như linh, bố mất từ khi còn nhỏ chỉ có duy nhất một người mẹ. Tổng giám đốc, con đã trở về rồi. Mẹ, mẹ không thể gọi con bằng cái tên mà mẹ đã đặt cho con à? Ôi, sao con mệt mỏi thế? Này, đừng có nói với mẹ là hai đứa đã đưa nhau đi đâu rồi đấy nhá. Mẹ nói cái linh tinh cái gì thế? Thì không phải thì thôi. Mau, mau vào nhà kể cho mẹ nghe. Hoàng Việt vào trong nhà, lập tức bị mẹ ép ngồi xuống ghế. Nào, mau, nói cho mẹ nghe xem, buổi hẹn hò tối nay như thế nào? Con thấy cũng bình thường. Con bé nó có tốt không? Có ngoan không? Bình thường. Thế nó có thích con không? Con không biết. Sao cái gì con cũng không biết thế? Mẹ, con mệt rồi con đi ngủ đây. Mai công ty con có cuộc họp. Anh ta đi lên phòng, nhưng dù như thế thì mẹ anh ta cũng chẳng hề có ý định muốn bỏ cuộc. Bà lập tức lấy điện thoại, nhắn tin cho mẹ Linh. Tình hình bên đấy thế nào rồi bà? Mẹ Linh đọc được tin nhắn, sau đó trả lời ngay. Không khả thi cho lắm, chúng ta cần phải xúc tiến thêm bà. Được rồi, mọi thứ bà cứ để tôi lo. Sáng sớm hôm sau, mặc dù đã cố gắng dậy thật sớm để khỏi phải chạm mặt mẹ, nhưng Hoàng Việt không ngờ mẹ mình còn dậy sớm hơn. Ô, cái thằng, con định trốn mẹ đi à? Đâu, con đâu có trốn. Mẹ lại muốn làm cái gì đấy? Thì tối nay mời con bé về nhà ăn cơm. Ra ngoài được không mẹ? Mẹ đâu có cần phải tự mình xuống bếp, vất vả nấu nướng làm cái gì? Không được, như thế mới có không khí gia đình chứ. Tối nay con đưa nó về, còn chuyện xin phép để đấy mẹ lo cho. Mẹ ơi, có nhất thiết phải như thế không ạ? Ô, thôi thôi, con đi làm đi không muộn. Người lớn thực sự khó hiểu. Tình hình của Linh cũng căng thẳng chẳng khác gì của Hoàng Việt. Qua nhà đấy ăn cơm á mẹ? Con với anh ta chỉ mới gặp nhau có một lần. Mẹ đâu có thể cần phải gấp gáp như vậy đâu ạ. À? Thì nhà bên ấy người ta có lời mời Không qua không được Nhất định phải đi à mẹ À mà này Hôm nay con mặc bộ đồ nào đó thật đẹp Đi tới công ty rồi làm việc luôn Sau khi tan ca Cậu ta sẽ chở con về nhà bên đó Còn mẹ Mẹ sẽ tự đi sang đó sau Linh chẳng biết làm gì ngoài thờ dài Thôi dẫu sao Cũng chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà lúc linh ra khỏi nhà mới giật mình ra hôm nay mình phải đi đón hải nhưng cô không thể tự nào xin phép nghỉ được thôi cứ tới công ty làm trước đã giữa giờ xin phép nghỉ vài tiếng chắc cũng không sao linh tới công ty thì tình cờ gặp hoàng việt ở ngay trước cửa chào anh ạ à. anh ta chẳng thèm nhìn linh lấy một cái chỉ nói một câu duy nhất chào mới sáng ngày ra mà nhìn cái mặt anh ta chẳng khác gì cả thế giới này đang nợ tiền anh ta vậy. Tiết kiệm từ ánh nhìn tới lời nói, đặc biệt chính là cái kiểu người không thích cười, keo kiệt hết tất cả mọi thứ. <laughs> Bảo sao anh ta lại giàu như thế? Linh cũng không để ý đến anh ta nữa mà đi thẳng vào trong phòng làm việc. Đến nửa buổi sáng, có tìm gặp trường phòng để xin phép nghỉ việc. Trường phòng, cho em xin nghỉ hai tiếng được không ạ? Chưa em sẽ làm bù Không được Em chỉ đi có 2 tiếng thôi Em tranh thủ làm buổi trưa Cho tới chiều luôn mà Không phải Chỉ là tôi không có quyền hành ký giấy Cho cô nghỉ việc giữa trường Chị đang nói cái gì thế Đây là quyền hành của chị mà Thế cô không biết à Dạo gần đây nhân viên hay nghỉ giữa trường Khiến công việc bị đình trệ Tổng giám đốc đã nói Là nếu có bất cứ nhân viên nào muốn nghỉ nửa buổi thì phải gặp trực tiếp tổng giám đốc rồi mà xin. Cái gì à chị? Trời ơi! Nếu mà gặp anh ta, làm sao mà anh ta cho em nghỉ chứ? Này này, nói nhỏ cái miệng thôi. Tai vách mạch rừng, biết đường nào mà lần. Lại phải lên tận phòng tổng giám đốc để xin nghỉ sao? Nếu không xin nghỉ được thì sẽ thất hứa với Hải. Mà anh ta lại từ nước ngoài trở về. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Linh cũng quyết tâm làm một tờ giấy xin nghỉ giữa giờ Để lên phòng tổng giám đốc xin chữ ký Mời vào Linh đi đến trước mặt Hoàng Việt Đặt tờ xin nghỉ phép lên bàn Rồi nở một nụ cười vô cùng thân thiện à, Tổng giám đốc Anh làm việc có mệt không ạ Cái gì đây à, Chuyện là như thế này Tôi xin nghỉ 2 tiếng ra sân bay đón bạn Bạn tôi đi nước ngoài 2 năm rồi Mới trở về nhưng tôi nhớ là tôi giao cho cô rất nhiều việc mà tổng giám đốc tổng giám đốc đẹp trai tôi chỉ xin nghỉ hai tiếng thôi ạ là đàn ông à à anh nói gì ạ biểu hiện của anh ta lúc này có chút lúng túng nhưng ngay sau đó trở về với trạng thái khó ưa thường trực công ty bây giờ đang rất nhiều việc không thể nghỉ được linh liền chạy tới đứng sau anh ta đưa tay bóp hết vai rồi tới đầu Tổng giám đốc, có phải tâm trạng của anh đang rất không tốt không ạ? À? Để tôi xoa bóp cho anh một chút nhé. Không cần đâu. Thực sự là tôi không thể nghỉ được sao? Chẳng phải cô đã có cuộc hẹn ăn tối ở nhà tôi à? Nếu như cô nghỉ 2 tiếng, thì cô sẽ phải làm bù. Mà nếu cô tăng ca, thì chắc chắn cô đến muộn. Tôi lại không thể chờ. Linh vội vàng xua tay. À, không sao, không sao. Tôi có thể tự mình bắt xe tới. Vậy đến giờ ăn cơm, tất cả mọi người phải chờ cô. À? Biết là anh ta đang cố tình làm khó, nhưng Linh không thể làm được gì. Cô đành lủi thủi ôm tờ đơn xin nghỉ ra một góc, rồi gửi tin nhắn cho Hải. Anh à, thật xin lỗi. Công ty em có việc đột xuất, em không thể tới đón anh được. Ở trong phòng tổng giám đốc, có một người nhìn ra phía cửa, trên môi thoáng qua một nụ cười. Đến buổi trưa Linh nhận được tin nhắn từ Hải. Anh đã về tới nhà rồi nhé. Hẹn tối nay gặp em. Linh đọc xong tin nhắn mà chẳng biết nói gì. Tối nay làm sao có thể gặp được đây? Em xin lỗi. Tối nay em lại có hẹn rồi ạ. Ô hay, biết anh về mà em vẫn hẹn với người khác à? Linh đọc dòng tin nhắn ấy mà chẳng hiểu gì. Người đi nước ngoài lâu ngày thường hay nói ra mấy lời khó hiểu như vậy. Thì Mai gặp cũng được mà. Hải xem tin nhắn xong nhưng không trả lời, Linh do bận việc nên cũng không để ý đến. Buổi chiều sau khi tan ca, cô liền đứng ở sảnh công ty chờ đợi. Trời lúc ấy còn đang mưa lớn. Chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy người đàn ông kia xuất hiện. Vừa thấy Linh, anh ta tỏ vẻ không hài lòng. "Này, trời mưa mà cô không biết đứng sâu vào trong một chút à? Thì tôi sợ anh không nhìn thấy tôi." Thế xình ra cái điện thoại để làm gì? Nhưng anh đâu có số của tôi đâu. Tôi không có nhưng mẹ tôi có. Mà nói nhiều thế nhở Lên xe đi. Linh bước lên xe. Váy áo của cô còn hơi ướt. Linh vòng hai tay ôm lấy người. Cơ thể cô trước giờ có hơi yếu. Chỉ cần gặp chút nước mưa là rất dễ bị cảm lạnh. Hoàng Việt nhíu mày nhìn Linh. Cô có sao không đấy? Tôi không sao đâu ạ anh ta thở dài, cởi áo vest của mình rồi đưa cho Linh. "Này, mặc vào." "Không cần đâu." "Cô đừng có mà ngang ngược." Nói rồi anh ta lấy áo khoác và khoác vào cho Linh. "Tôi nói thật nhé, tôi không muốn cô đi cùng với tôi mà cô bị ốm đâu." Lúc hai người họ đến nơi thì hai vị phụ huynh đã có mặt đầy đủ, nhìn họ chưa có lúc nào tươi tắn đến như thế. Ăn uống xong, họ lập tức ép linh với việt lên phòng để trao dồi tình cảm bát đũa cũng không cần phải rửa đầu linh hơi ẩm cô ngồi trên giường của việt cố gắng lấy tay xoa xoa cho nó mau khô để lâu sợ sẽ bị đau đầu này phòng tôi có máy sấy đấy có cần sử dụng không ờ à, anh lấy cho tôi mượn một lát nhé anh ta đưa cho linh cái máy rồi dặn mà cô ngồi im đi để tôi làm việc nhé Thế anh nghĩ là tôi muốn lại gần anh chắc? Ờ, vậy thì tốt. Linh xấy tóc xong không có việc làm, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt của Hoàng Việt. Thật không ngờ, vẻ mặt say xưa làm việc của anh ta lại có nét quyến rũ đến như thế. Ngay sau đó, Linh lập tức lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ điên rồ của mình. Không được, không được, anh ta có cái gì mà đẹp trai cơ chứ? Ngay sau đó, Linh lập tức lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ điên rồ của mình. Không được, không được. Anh ta làm cái gì? Anh ta chả có gì mà đẹp trai hết. Cô muốn nhìn tôi chứ gì? Nhìn thì cứ nhìn. Câu nói ấy của Việt khiến Linh giật mình. Nhưng do các dây thần kinh vẫn còn hoạt động, nên cô lập tức phản biện. Ai thèm nhìn anh? ố vậy hả? À? Khi nãy tình cờ nhìn qua cái gương để ở trên bàn này này, tôi thấy cô đang say đắm nhìn tôi đấy. Thật là mất mặt, lại có thể để anh ta nhìn bằng ánh mắt thất thần của mình. Đúng là xấu hổ, không để đâu cho hết. Tôi đi về. Việt nhìn đồng hồ mới có 7 giờ tối. Cô ít nhất phải ngồi ở đây 2 tiếng nữa đấy. 2 tiếng ư? ôi tôi làm gì cho hết 2 tiếng đây? Việt quay lại nhìn Linh. Cô không phải là rất giỏi so bóp à? Nếu như mà rảnh quá, thì có thể chăm sóc cho tôi. Anh bị điên đấy à? Sao tôi lại phải chăm sóc cho anh? Cô bây giờ không phải là đang muốn trở thành bạn gái của tôi à? Tôi đương nhiên là không muốn trở thành bạn gái của anh. Vậy còn lý do cô có mặt ở nhà tôi là gì? Anh ta biết thừa Linh bị ép mà còn cố tình nói như thế. Đúng là một tình đáng ghét. Mà trên bàn có máy chơi game đấy. Nếu mà cô rảnh quá, có thể dùng nhìn cái dàn máy tính của anh ta thì biết chúng thuộc loại đắt tiền mặc dù bình thường linh cũng rất thích chơi game nhưng vẫn rụt rè hỏi lại um, tôi tôi có thể chơi bằng dàn máy đó nếu cô không làm hỏng còn nếu mà cô làm hỏng ấy nhất định tôi sẽ trừ vào lương của cô linh phồng má nhìn về phía anh ta muốn trừ lương của tôi đừng có hòng hai vị phụ huynh đứng lấp ló ở bên ngoài cố gắng nghe nhưng không nghe được gì bà thu lên tiếng bà thử nói thử xem bọn nó ở trong đấy làm cái gì này nhá nếu có một chút gì đó mờ ám thì càng tốt nhỉ ôi tôi với bà đúng là hợp gu cứ lên có một đứa cháu trước thì hơn mà này chúng ta xuống đi để bọn trẻ nó phát hiện ra không hay lắm đâu linh ngồi xuống bàn cô mở máy tính thì sau đó lại hỏi hoàng việt ồ oh, nhưng mà anh bận như thế vẫn có thời gian để chơi game á thì cuối tuần anh không đi chơi à không nói chuyện với tên này khiến cho dây thần kinh của bản thân muốn chậm chạp khi thì nói rất nhiều lúc thì trả lời như nhát gừng nhát tỏi này tôi cô có thể im lặng một chút được không Tôi đang phải làm việc. Linh chỉ định hỏi anh ta một chút về máy tính của anh ta, nhưng không trả lời, thì thôi, anh ta lại còn tỏ thái độ khó chịu. Máy mở chẳng được, sau đó cô đi tới giường của anh ta, ngồi nghịch điện thoại. Thời gian mãi trôi qua chỉ được 30 phút, Linh nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi việc làm xong việc quay lại, chợt bất gặp khuôn mặt thơ ngây đang say giấc. Anh đi lại gần, định kéo chăn đắp cho Linh, thì cô giật mình thức giấc. Do quá hốt hoảng, nên Linh cầm cái chăn kéo lên. Kết quả, kéo luôn Việt nằm lên người của mình. Khoảng cách giữa hai người đúng là rất gần, mặt cách mặt chỉ vài cm. Còn có thể nghe thấy trái tim đập loạn nhịp. Người đàn ông kia còn không thèm để ý mà còn trêu chọc thêm. Cô muốn gần tôi à? mặt linh lúc này đỏ ửng hơn cà chua cô là lần đầu tiên ở gần người đàn ông đến như vậy ai ai muốn ở gần con người như anh chứ linh nhanh chóng đẩy việc qua một bên tâm trạng nhất thời vẫn chưa ổn định cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi chín giờ về được rồi đấy thì đương nhiên phải về tôi đi về đây linh vội vàng đứng dậy chả biết luống cuống kiểu gì mà chân nọ dẫm vào chân kia, loạn choạng tưởng ngã sấp mặt. Cũng may, Hoàng Việt phản xạ tốt nên đỡ kịp lấy cô. Cảnh tượng ấy, lãng mạn, chẳng khác gì mấy bộ phim ngôn tình. Ánh mắt chạm nhau thêm một lần nữa. Linh cứ như bị hớp hồn vào đôi mắt nâu chờ mấy. Nó tĩnh lặng, tường trưng như một mặt hồ trong veo, khiến cô nhất thời quên cả cử động. Đến khi Linh giật mình trở về với hiện tại, thì môi cô và môi anh chỉ còn cách nhau tính bằng cm. Hốt hoảng quá, chẳng biết phải làm gì. Tình cờ lại để môi chạm môi. Sau 3 giây thần kinh ngừng hoạt động, thì có một tiếng hét kinh niên động địa. Tên biến thái nhà anh, đây là nụ hôn đầu của tôi. Tôi, tôi sẽ đánh chết anh. Linh cầm lấy cái gối ném vào người anh ta. Cô còn chưa kịp hà giận, thì cánh cửa bật mở. Sau đó hai vị phụ huynh từ bên ngoài lao vào. Này, có chuyện gì đấy? Xảy ra chuyện gì đấy? Việt vội nắm lấy tay Linh giải thích. À không có gì, con với cô ấy chỉ đùa một chút thôi ạ. Mẹ Việt lên tiếng. Ôi giời thế mà hai bà già này cứ tưởng có chuyện gì, làm hết cả hồn. Này, con đưa con bé về nhà đi. Mặc dù còn rất nhiều việc làm chưa xong, nhưng do phép lịch sự tối thiểu nên Việt đã đồng ý đưa Linh về. Linh quay sang nói với mẹ mẹ, chúng ta về thôi ạ. À? à con về trước đi, mẹ còn có việc phải làm. nhưng mà bây giờ muộn rồi, mẹ còn muốn đi đâu nữa? thì con cứ lên xe cậu ấy mà về nhà đi, không phải lo cho mẹ. Linh biết thừa ý của mẹ là muốn cho cô đi riêng với Hoàng Việt, nhưng ý mẹ đã như thế rồi, cô đâu có thể làm trái được. vâng, con biết rồi, nhưng mà mẹ nhớ về sớm đấy nhá. Linh với Việt ra xe đi cùng nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào. vốn dĩ chuyện khi nãy xảy ra khiến Linh cảm thấy ngại. đi được nửa đường. cô không cần phải căng thẳng như thế. chúng ta đều trưởng thành rồi, nên bây giờ tôi đi thẳng vào vấn đề nhá. anh muốn nói cái gì thì anh nói đi. thì dù sao bây giờ mẹ cô và mẹ tôi cũng đang ra sức vun đắp cho chúng ta. Mà cả tôi, tôi với cô đều không muốn làm trái ý người lớn đúng không? Vậy nên trước mặt họ, chúng ta cứ giả vờ như đang hẹn hò đi. Dù sao tôi và cô, bây giờ chúng ta vẫn đang độc thân mà. Đúng không? Cũng được. Sau rồi một thời gian nữa, thì tìm đại lý do là không hợp. Hoặc là lý do gì đấy, thì lúc đấy cô tự quyết định Để chấm dứt mối quan hệ này Nhưng mà tôi hỏi anh cái này được không? Được Anh đã từng có bạn gái chưa? Tôi không có thời gian Ui, cuộc sống của anh đúng là tẻ nhạt Thế còn cô? Ừ, thì tôi cũng như anh vậy Vô vị Mặc dù nói như thế Nhưng trên môi Việt vẫn là một nụ cười lạnh. Cô gái ngồi phía sau anh, ít nhất cũng không giống với một đại tiểu thư. Nếu không phải đỏng đành, thì cũng kiêu căng, hách dịch. Cô vào nhà đi. Ừ, tôi, tôi vào đây. Mai cô muốn đi đâu không? Đi đâu, làm gì? Thì chúng ta không phải đang hẹn hò à? Đi đâu, đi đâu làm gì thì tùy ý cô. Ừ, thế thì mai tính nhá. Tôi đi vào nhà đây." Linh đi vào trong nhà, Việt đưa mắt nhìn theo cô có chút khác lạ, sau đó anh ta lái xe rời đi. Linh vào nhà, lên phòng thay đồ, cô ngồi xuống muốn tập trung làm việc. Chẳng hiểu tại sao, đầu óc cứ suy nghĩ về những chuyện xảy ra hồi tối, cảm giác còn có chút ngượng ngùng. Cô đang định hoàn thành nốt một số tài liệu cho công việc ngày mai thì điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn từ Hải anh thấy em đi cùng với ai đấy. Vậy là khi Hoàng Việt đưa cô về nhà thì Hải đã nhìn thấy. Dù sao thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nên Linh trả lời lại anh ta. Đó là người đàn ông hôm nay em đi xem mắt đấy. Xem mắt á? Vâng. Em ra ngoài gặp anh một chút. Linh nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, công việc còn chưa làm. Mai được không anh? Nhưng anh đang ở dưới cây đá linh nhìn vào màn hình máy tính rồi cuối cùng cũng đóng nó lại gặp một chút rồi lên làm tiếp cũng được dù sao thì anh ấy cũng đã đi hai năm mới trở về linh đi xuống dưới nhìn người đàn ông ấy từ phía sau sao cô độc quá chẳng lẽ là có chuyện gì sao anh hải hải quay lại đôi mắt hơi đỏ ô anh làm sao thế ạ không sao đâu em đến đây Linh ngồi xuống ghế đá bên cạnh anh ta Anh bảo này Lần sau ấy Không được đi một mình với người lạ Em đâu có đi với người lạ đâu ạ à? Thế người đàn ông đó Không phải đối tượng xem mắt của em à Nếu như anh ta không phải người lạ Chỉ có thể xem là người yêu của em rồi à Linh xua tay phủ nhận Không phải Anh ta không phải Hải đưa tay vén tóc cho Linh Lần này về Anh có quà cho em này qua gì vậy ạ à? hải lấy trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ xinh xinh đây đưa anh cài cho này được hải kẹp tóc cho linh cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt có lẽ được anh ấy quan tâm cũng đã quá nhiều rồi linh nhìn đồng hồ thực sự là đã quá muộn rồi nếu không mau lên phòng làm nốt việc sợ rằng ngày mai sẽ lại dậy trễ mất anh này em em phải lên đây có chuyện gì thế? Tại em còn ít việc cần phải làm ạ. Ừ, thế em lên đi. Mai gặp. Ngày mai à? Không tiện cho em ư? Bây giờ ngày nào em cũng đi gặp người đàn ông kia à? Linh, dạ. Anh có chuyện muốn nói. Nhìn thái độ nghiêm túc của Hải, tự nhiên Linh cảm thấy lo lắng. Anh nói đi ạ. Hải sắp nói ra điều gì đó thì xe taxi đi tới. Ngay sau đó là mẹ Linh bước xuống. Linh vội vàng rút tay khỏi tay Hải. Nếu để mẹ nhìn thấy, chắc chắn sẽ có hiểu lầm. Vừa nhìn thấy Hải, bà ấy đã khá ngạc nhiên. "Ơ, à, sao cậu lại ở đây?" "Dạ, cháu chào cô ạ." Chẳng hiểu sao mối giao tình giữa hai nhà tốt như vậy, nhưng mẹ Linh vẫn không thích Hải. Thấy Hải đứng cạnh Linh, bà lại càng không thích bà nói với linh linh muộn rồi con mau lên nhà đi để hàng xóm thấy thì lại không hay đâu linh chào tạm biệt hải rồi đi lên nhà mẹ cũng thật là lạ chỉ là đứng nói chuyện với một chút với hải thôi mà vừa vào trong nhà đã lập tức ồn ào mẹ nói cho con biết nhé bây giờ con đã là hoa có chậu đối với người đàn ông khác ấy phải tuyệt đối giữ khoảng cách mẹ con với anh ta cũng chỉ đang trong quá trình tìm hiểu nhau, với lại anh Hải cũng đâu phải là người xa lạ à mẹ? Không cần phải nói nhiều, ngày mai tiếp tục hẹn hò. Mẹ, sao mẹ cứ ẩn ép con thế? Biết anh ta có phải là người tốt không? Có hợp với con không có chứ? Người ta đường đường là một tổng giám đốc, nhân cách có thể không tốt thì sao? Không nói nhiều, mau đi ngủ đi. Lúc ấy Linh mới cảm thấy hối hận, biết vậy thời gian trước cứ yêu đương với một vài người thì có phải là tốt hơn không? Để bản thân ế ẩm quá, thành ra 25 tuổi vẫn phải để mẹ đứng ra tìm bạn trai cho mình. Linh ngồi vào bàn làm việc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ở thời điểm ấy, Việt cũng đang chăm chú với công việc. Vị trí càng cao thì áp lực càng lớn, làm tổng giám đốc, đương nhiên không phải chỉ nhàn nhã xem rồi ký hợp đồng. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nghĩ ra phương án để duy trì và phát triển công ty. Làm sao để ký kết được rất nhiều hợp đồng có lợi nhuận giá trị. Tóm lại công việc của Hoàng Việt quả thực không đơn giản. Sáng hôm sau, Việt thay đồ thì bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của mẹ. Ơ mẹ, thế lại có chuyện gì à mẹ? Này, con đến đón con bé nó đi làm đi không phải là các con làm cùng một công ty hay sao nhưng mà bình thường không có con cô ấy vẫn tự đi làm mà mẹ nhưng mà con đến đi không con rất bận nếu mà con không đến đón nó mẹ bỏ nhà đi đấy việt nhíu mày mẹ mẹ đính bỏ đi đâu thì đi đâu kệ tao giờ con có đi đón được không mẹ đúng là phiền phức Thôi được rồi, con đi đón. Ở bên nhà Linh, cô vừa định dắt xe ra từ nhà, thì lập tức bị mẹ cầm đuôi xe kéo lại. Ơ, mẹ làm cái gì đấy? Mẹ, con sắp muộn làm rồi này. Có người tới đón đấy. Là ai hả à mẹ? Hoàng Việt. Anh ta tới đây ý ạ? À? Thì hai đứa mày đang hẹn hò con gì? Mau ra cổng đi. Có lẽ cậu ta tới rồi đấy linh đi ra cổng thì thấy anh ta đang đậu xe ở đấy thật cô vừa lên xe hỏi ngay anh ta này sao anh lại tới đây đấy thì mẹ tôi bảo ừ nhỉ thôi lên xe đi cô linh lên xe ngồi sau đó anh ta nhìn linh cô chẳng hiểu cái nhìn của anh ta là có ý nghĩa gì sau cùng không nhịn được cười cô hỏi này anh nhìn tôi làm cái gì đấy thắt dây an toàn vào À, tôi biết rồi. Xe chạy được một lát, cách công ty khoảng tầm 50 mét, thì cô nói. Này, anh cho tôi xuống đi, tôi tự đi bộ vào được. Anh ta chỉ nhìn lên một cái rồi tiếp tục lái xe. Tôi không muốn mọi người trong công ty hiểu lầm tôi đâu. Hiểu lầm? Thì tôi không muốn bị hiểu lầm là bạn gái của anh. Thế tôi nghĩ cả cái công ty này Ai cũng biết rồi đấy. Lúc ấy Linh mới nhớ ra. Cô không phải đã trúng tuyển rồi sao? Thật là chớ trêu mà. Thế cô đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa? Tôi chưa. Lúc nào mà cô nghĩ xong ấy, cô nhắn tin cho tôi nhé. À, anh có dùng Facebook không? Không. Ờ, à, Zalo thì sao? Không. Tôi không có thời gian cho mấy cái thứ nhảm nhí ấy thế bình thường anh liên lạc với bạn bè bằng cái gì? thì số điện thoại, email, này anh dùng facebook đi, tôi đăng ký cho anh một tài khoản nhé. không cần, mà đưa điện thoại đây, có gì còn liên lạc cho dễ, dù sao thì tôi với anh ấy, cũng không thể mà chấm dứt ngay được. Việt lấy điện thoại đưa cho Linh, chỉ sau vài phút, một tài khoản mang tên Vũ Hoàng Việt đã được thiết lập. OK. Xong rồi này, tôi cũng kết bạn Facebook với anh rồi đấy. Anh ta không nói gì. Trước sau trái phải gì, anh ta cũng chỉ như một tảng băng. Cô xuống xe đi. Tôi đã bảo cách công ty 50 mét rồi cô mà. Việt quay sang bên cạnh, khoảng cách với Linh thực sự rất gần. Anh, anh muốn làm cái gì? Đây là công ty đấy nhá. Tôi bảo cô xuống xe. Linh cầm túi đi vội xuống, đồ đáng ghét tại sao cứ gần anh ta là lại cảm thấy căng thẳng đến tim cũng muốn ngừng đập như vậy chứ nhìn dáng vẻ lúng túng của linh chẳng hiểu sao hoàng việt lại cảm thấy rất vui chuyện linh bước từ xe của tổng giám đốc ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty có người nhìn linh tỏ vẻ ngưỡng mộ người thì nghiến răng trợn mắt cứ như cô đã cướp bạch mã của họ vậy đặc biệt là bà cô tổ trưởng không đánh được Linh, bà ta phải chịu. Chứ nếu như mà đánh được, chắc chắn cô sẽ rất thảm. Chị ta ném xuống bàn của Linh một sấp giấy. Sắp xếp tất cả lại cho tôi. Chị, nhiều như vậy à? Thì vẫn còn đấy. Sau khi làm xong, thì làm thêm một bàn thiết kế. Sắp tới công ty thay đổi nội thất. Cô không thể không liên quan được. Vâng, em biết rồi mới sáng sớm đã bị bà cô tống vào miệng một rổ hành làm bạn gái tổng giám đốc có gì vui đâu hại người ta khổ đến chết vừa sắp xếp tài liệu linh vừa thấy thương cho số phận của mình thật chẳng biết phải nói như thế nào được nửa buổi sáng thì điện thoại cô có tin nhắn ngạc nhiên hơn lại là tin nhắn của việt chưa có thể cùng cô ăn cơm không tối nay tôi phải đi gặp đối tác còn bao nhiêu việc chưa làm thời gian đâu mà đi ăn cơm với anh ta không đi cùng một buổi đâu có chết đâu nghĩ vậy nên linh trả lời ngay chưa tôi bận rồi tối tôi mới rảnh cứ nghĩ là anh ta sẽ bảo thôi nhưng một lát sau vậy tối tôi đưa cô đi cùng với tôi không cần đâu sao tôi có thể đi cùng anh gặp đối tác được chứ mai gặp cô cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi nhưng thật không ngờ buổi trưa mẹ Việt tới. Bà ấy còn đưa cho Linh một hộp cơm hộp. Linh, con mang lên văn phòng, ăn cùng với Việt. Thằng bé này rất ít khi ăn uống đầy đủ. Con ý ạ? À? Ừ, làm sao mà được ạ? À? Này, thôi cô về đây. Nhớ là phải đem lên mà ăn cùng với nó đấy. Linh bất đắc dĩ phải mang lên phòng cho anh ta. Linh mở cửa bước vào. Chưa rồi mà anh ta vẫn chăm chú làm việc. Anh không nghỉ chưa? À? Cô lên đây làm gì? Không phải cô nói? Trưa nay cô làm việc à? Mẹ anh đến, còn đưa cho tôi cái này này. Cô ăn đi. Đồ của anh mà. Cô ăn đi, không nên lãng phí đồ ăn đâu. Vậy để tôi ra ngoài ăn. Này, có khi mẹ tôi đang đứng ngay ở cửa đấy. Ngồi đây mà ăn. Nghe anh ta nói như vậy, thì Linh giật mình. Cô có làm gì mơ ám đâu. Đúng là rắc rối. Ăn được một lát thì Linh vẫn thấy anh ta đang làm việc. Không nghe điện thoại thì cũng là xem hợp đồng, báo cáo. Công việc của anh ta cũng chỉ được cái chức cao hơn người khác thôi. Chứ đầu đầu chết đi được. Linh mới gọi anh ta. Này! Cô cứ ăn đi. Không cần để ý đến tôi. Nhưng anh không ăn à? Tôi ra ngoài ăn sau cũng được. Nhưng mà anh ăn uống như thế Sẽ bị đau bao tử đấy Công việc tạm thời ngưng lại một chút Ánh mắt lạnh như băng của anh Nhìn nhìn về phía Linh Cô đang quan tâm tôi đi à Bắt gặp ánh mắt ấy Linh lại cảm thấy bối rối Cô vội cúi đầu xuống Tiếp tục ăn cơm Việc hoàn thành nốt công việc của mình Buổi tối gặp đối tác quan trọng Tài liệu này không thể không chuẩn bị trước Linh ăn xong cũng là lúc anh ta làm xong linh mới nói vậy tôi ra ngoài đây cô ăn xong rồi ư tôi xong rồi trong tủ có nước ép đấy nếu muốn cô có thể lấy ừ, không cần đâu tôi không uống thế cô ra ngoài đi linh vừa đi ra tới cửa thì nghe anh ta nếu xong việc sớm tôi sẽ tìm cô tìm để làm gì chứ thực sự cũng đâu phải đang hẹn hò thật nếu muộn quá Thì anh không cần tới đâu Thôi được, cô về đi Linh đi ra ngoài Trở về phòng làm việc Cô có cảm giác như mình chính thức trở thành một ngôi sao Được nổi lên nhờ drama Cùng với tổng giám đốc Mỗi bước đi của cô Thậm chí cả một cái lắc mông Cũng có người ngước theo Nhìn không chớp mắt Tình cờ phía trước Linh Có một đám nhân viên nữ Họ đang nhìn Linh Miệng không ngừng buôn chuyện. Ồ ờ, ồ, thì ta cũng thấy bình thường mà nhỉ. Ừ, Liệu tổng giám đốc mắt để dưới chân à. Ừ, được mỗi cái ngực to nhỉ, ừ mông cong. Ừ đúng rồi đấy. Ui giời, chả mấy chốc mà bị bỏ thôi. Ừ. Máu dồn lên đến não, nhưng linh cố đẩy nó xuống. Miệng không ngừng niệm chú, không được chửi người, không được đánh người. Linh mỉm cười. Đi qua mấy kẻ đó một cách ngang nhiên nhất Cho dù có là giả Thì ba may Cũng cho chúng mày tức chết Trở về đến phòng Lại bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối Của chị tổ trưởng Quả nhiên thâm thù này Không thể ngày một, ngày hai mà hóa giải được Cô làm xong việc chưa đấy ừ, Em mới sắp xếp xong tài liệu đấy ạ Bây giờ em làm tới bản thiết kế Chị ta nguyết linh một cái Phải rơi vào tầm 30 km Giọng nói chùa chát vô cùng khó nghe. "Này, tôi nói cho cô biết nhé, ở cái phòng này, tất cả nhân viên đều phải đi lên từ sự cố gắng. Những cái thể loại mà cậy ô dù vịn vào ấy, sớm muộn gì cũng bị đạp chết." Linh biết chị ta đang muốn ám chỉ mình, nhưng càng chống đối thì người thiệt thòi nhất vẫn là cô, nên cô im lặng, làm xong việc trước đã, mọi thứ sẽ tính sau. Đang làm việc say xưa thì điện thoại có tin nhắn. Linh không đọc. Một lát sau, có điện thoại. Khẽ lướt qua màn hình thì thấy tin nhắn từ Nguyệt. Ê, tối nay nhà tao tổ chức tiệc mừng anh Hải về nước. Mày nhớ qua nhé Nói trực tiếp cũng được mà. Có cần ngay sát nhau cũng dùng điện thoại như vậy không? Dù sao thì buổi tối cũng không phải đi hẹn hò. Nên Linh quay sang phía Nguyệt, ra hiệu OK để Nguyệt biết là cô đồng ý. Cứ chốc chốc, bà cô tổ trưởng lại đi qua đi lại, cứ nhìn chầm chầm về phía Linh. Có khi nào phòng hết việc, nên chị ta quá rảnh hay không? Sau mấy tiếng vẽ vời vật vã, thì Linh cũng xong việc. Cô tuy không phải là nhân tài, nhưng làm việc luôn xuất sắc. Nhìn thấy bản thiết kế chi tiết của Linh, thì bà chị tổ trưởng chỉ biết im lặng. Tức đấy, ghen đấy, nhưng công việc là công việc. Cũng may chị ta còn biết mình là ai, Ẩm ức nhận bản thiết kế từ tay Linh, vẫn không quên nghiến ngấu thêm một câu. Hừm, <laughs> cứ chờ xem. Chia tay đến nơi rồi, chứ có xa xôi gì đâu mà chờ. Lát sau Nguyệt đi tới chỗ Linh hỏi. Mày với Tổng Giám Đốc, hẹn hò thật đi à? Tuy Nguyệt là bạn thân của Linh, nhưng tính của Nguyệt lại là người không thể giữ được bí mật, nên Linh đã chọn cách nói dối. Ờ thì cũng đang thử tìm hiểu. Dù sao thì tao cũng không có người yêu mà. Ờ, này, mà tối nay mày nhớ qua nhá. Không biết mẹ mày có cho mày đi không nhở? Bây giờ tao có người yêu rồi, nên chắc mọi chuyện dễ dàng hơn. Ừ, thế cũng được, hy vọng là mày được đi. Mà thôi mày làm việc đi, sắp tan ca rồi. Buổi tối, Linh lấy một cái váy giản dị nhất ra mặt. Vừa nhìn thấy Linh, mẹ cô đã nổi sóng ăn mặc cái kiểu gì đấy quần áo mẹ mua đâu sao không mặc con chỉ đi qua nhà cánh nguyệt thôi mà mày qua đấy làm cái gì không phải là đi hẹn hò với thằng việt à thì tối nay anh việt anh ấy bận còn qua đấy chơi một chút thôi anh hải anh ấy đi mấy năm rồi mới về mà mẹ kỳ lạ là mẹ linh không hề biết đến buổi tiệc này có lẽ nào chỉ có linh là khách mời ờ thế qua đấy thì mặc vậy được rồi. Có gặp đàn ông ấy thì tránh xa một chút, không là người ta lại hiểu lầm đấy. trời ạ à, làm như cô ham hồ lắm không bằng. khi linh sang nhà nguyệt thì chỉ có nguyệt và hải ở nhà. ơ ờ, thế hai bác đi đâu? hải lên tiếng. à bố mẹ anh đi xem phim rồi. vậy chỉ có ba người chúng ta thôi anh. em không thích à? à dạ không phải đâu ạ. À anh cắt bánh đi Hải lấy dao cắt bánh Thì Nguyệt có điện thoại Một lát sau quay vào với vẻ mặt ngượng ngùng Linh Mày ở đây chơi với anh Hải nhá Tao đi gặp bạn trai một chút Anh ấy nói có việc muốn gặp tao Ờ ừ Không sao đâu mày đi đi Giữa Linh và Hải thì quá quen thuộc rồi Chẳng có gì để ngại ngùng Việt đi gặp đối tác lúc 5 ba 30 Nên sau 7 giờ tối Đã có thể trở về nhà về đến nhà còn chưa kịp tắm Đã gặp ngay ánh mắt nguy hiểm của mẹ Ô mẹ à Con mới đi làm về Mà mẹ có gì muốn nói với con Thì đợi con tắm xong Được không ạ à? Cái thằng Mẹ có nói gì đâu Con lấy tắm đi Việt lên phòng lấy đồ đi tắm 15 phút ở trong phòng tắm bước ra Mẹ anh đã đứng ngay ở cửa Ui mẹ Làm con giật cả mình Tổng giám đốc Thế còn có định qua nhà bạn gái con không? Mẹ, bây giờ muộn rồi mà. Mai con qua. Thế từ khi nào mà 8 giờ tối lại là khoảng thời gian muộn vậy? Tối nay con còn có việc phải làm. Mẹ mới nấu chè, mẹ muốn con đem qua cho con bé một ít. Mẹ, mẹ có cần phải ép người quá đáng như thế không? Mẹ mà không ép con ấy à? Thì đến già, mẹ chết đi cũng chưa thể nhìn thấy cháu nội. Con mà không đi, là mẹ đi đấy. Việt chỉ biết nhìn mẹ mà thở dài. Mẹ già rồi, nên tính cách có chút cố chấp. Nếu không nghe lời, sợ có chuyện không hay lại xảy ra. Đây không phải lần đầu mẹ tìm đối tượng cho anh hẹn hò, nhưng lần nào người chán trước cũng sẽ là mẹ. Những cô tiểu thư kia chưa cô nào qua ải của mẹ. Chỉ có điều mẹ Việt chưa nhiệt tình với ai như với Linh. Lẽ nào do hai bà mẹ quá hợp nhau? Việt lấy túi đồ mẹ đưa rồi lái xe tới chỗ Linh. Tự nhiên có thêm một cô bạn gái, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị cắt xén. Lúc ấy tại nhà Hải. Em ăn bánh đi. Thời gian qua em sống tốt chứ? Vâng, em ổn mà. Linh vừa đưa được miếng bánh lên tới miệng thì Hải lại hỏi. Linh, em thực sự muốn quen anh ta. Biết trả lời như thế nào được? Không quen là điều không thể rồi. Cố chờ thời gian nữa để nói không hợp. Uhm, em với anh ấy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu ạ. Nếu bây giờ có một người đàn ông khác thật lòng yêu thương em, thật lòng quan tâm em, thì em sẽ làm gì? Câu hỏi ấy khiến linh bất ngờ. Trước giờ cô không phải là không có ai theo đuổi, nhưng để mà nói đến thật lòng. Thì Linh chưa từng thấy ai. Cô nhất thời không biết phải nói gì nên có chút ấp úng. Ừ. em." Hải nắm lấy tay Linh, ánh mắt nhìn cô tha thiết. "Lần này anh trở về nước." Ừ. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Linh đổ chuông, là cuộc gọi từ Việt. Linh bắt máy. "Cô đang ở đâu đấy? Có chuyện gì sao anh?" "Thì tôi đang đứng ở trước cửa nhà cô đây." Bây giờ á? Ừ. Cô ra đây đi. Tôi đưa cho cô cái này. Một tay Linh vẫn nằm trong bàn tay của Hải. Nhưng chẳng hiểu vì sao tay người đàn ông ấy lại bắt đầu lạnh giá. Đôi mắt cũng u ám. À, anh Hải, em xin lỗi. Em phải về nhà bây giờ. Linh rút bàn tay ra. Bàn tay kia muốn níu giữ nhưng lại thôi. Đau lòng, chẳng thể nói nên lời. Tôi chưa từng nhìn em ở cạnh bất kỳ một người đàn ông nào Bây giờ thấy em đi cùng người khác Tâm can rằng xẻ Đau đến nghẹn lòng Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An Chúng ta lại vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Khi mà lắng nghe xong tập 2 Thì càng diễn biến của câu chuyện Lại càng vô cùng hấp dẫn Khi mà hai người Việt và Linh Đồng ý hẹn hò với nhau Đang có những chuyển biến rất tích cực về tình cảm thì Hải lại xuất hiện. Và không biết rằng là vì sao Hải lại không được lòng của mẹ Linh như thế. Và vì sao Hải lại đi nước ngoài, trở về sau 2 năm, uhm, anh lại có những cái tình cảm, những cái điều muốn nói với Linh. Có phải là rằng là anh đã yêu Linh từ rất lâu và chưa có cơ hội được bày tỏ hay không? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này vào khung giờ phát sóng lần sau nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phát sóng lần sau. Và quý vị ơi, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.